Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là mua sâm ở Hàn Quốc thì mua trực tiếp sâm như thế nào và mua giá bao nhiêu, gửi về Việt Nam thì gửi ở bưu điện Hàn Quốc thì gửi như thế nào và cái phí gửi bưu điện về Việt Nam là bao nhiêu tiền. Mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và đây là chồng mình, bây giờ chồng mình sẽ gọi điện cho người Hàn để hỏi xem là giá sâm là bao nhiêu. Ôi dồi ôi, bây giờ 9 rưỡi rồi mới ăn cơm xong đi. Quên mất, có bạn nhờ mình hỏi mua nhân sâm. Chào chị. Yến Sâm, 판매하시는 분이시죠? 지금도 판매하시나요? 저번에 받은 거 좋아가지고 주문 좀더 하려고. 그때 10뿌리짜리도 있고 뭐 6뿌리짜리도 있나요? 열 뿌리짜리는 얼마예요? 좋은 거. 선물하는 거. 한채 선물하는 거 4만 원. 네. 여섯 뿌리는 5만 원. 설 전에 그때보다 조금 올랐나요? 네. 여덟. 여덟 여덟 뿌리. 여덟 뿌리가 있어요? 아, 그건 얼마예요? 5만 원, 4만 5천 원, 4만 원. 택배까지? 네, 택배까지 포함이죠. 그렇게. 넣지 않는데. 좀 이따가 전 연락 다시 준다고? 연락 다시 할게요. 연락 다시 드릴게요. 네. Vậy là mình đã hỏi xong giá của nhân sâm đợt này, loại 6 củ là 50.000 won này. Đây ở bên Hàn Quốc thì họ bán theo set, một set là 750 gram các bạn nhé, không phải là một cân đâu. 750 gram, loại 6 củ là 50.000 won, loại 8 củ là 45.000 won và loại 10 củ là 40.000 won. Đó, cả thép be, họ bao cả thép be về đến nhà mình. Thì đấy là cái giá nhân sâm mà bên Hàn họ bán mà chồng mình vừa mới hỏi. Tinh tinh, vậy bạn nào đặt hàng nếu mà cần mình mua hộ thì mình sẽ mua và gửi về Việt Nam cho nhé. Gửi về Việt Nam giá gửi uche khúc, gửi bưu điện là khoảng 500.000 một cân nhé. Khoảng 500.000 gì đó. Và sau khi네, hỏi một사장님. vòng thì bây giờ chồng mình저번에 gọi저희 điện đặt통화했던 hàng,사람인데요. đặt cái loại그 10 3줌 củ살라고. 1 set. 10 củ là 40.000 won, tương đương với khoảng 800.000 tiền Việt Nam đồng. 그 8 Và họ đặt뿌리짜리하고 một 10 set 뿌리짜리 있다 8 그랬죠. củ là 8 45.000 won, tương đương뿌리짜리가 얼마예요? với khoảng 900.000 tiền Việt Nam đồng. Và sau khi 10 đặt thì뿌리는 mình sẽ chuyển khoản trước cho bên người Hàn. Sau khi nhận예. được tiền thì họ bắt đầu mới không đóng gói và그 45,000 gửi hàng원짜리 về đến nhà cho mình.그거는 Sau khi선물용으로 mình nhận포장해 được hàng주시고요. ở nhà mình thì mình sẽ예, kiểm그 tra, nếu có 4만 vấn đề원짜리는 gì thì집에서 mình이제 sẽ gọi그걸 điện보고 khiếu nại. Nếu mà그렇게 해서 ok좀thì cứ보내주세요. nhận hàng như vậy. Và sau đó mình sẽ ra bưu điện và네, gửi về Việt 감사합니다. Nam. Đấy là cái quy trình mà mình mua sâm ở bên Hàn, sau đó gửi về Việt 예. Nam. 맛있는 거 주세요. 감사합니다. Xin chào tất cả các bạn, và đây là cái nhân sâm mà nhà mình đã đặt hàng và bây giờ đã đến nơi rồi đây. Hàng này thì mình mua là mua ở trên mạng, một lần mình mua trên Coupang, đó là một trang web mua hàng của Hàn Quốc. Và sau khi nhận hàng thì cảm thấy hàng rất là tốt, cho nên là mình đã đặt hàng thêm vài lần nữa. Và sản phẩm của bên Hàn họ gửi thì rất là chất lượng và mọi thứ thì rất là ok. Và mình cảm thấy nhà này bán hàng rất là uy tín. Đây giờ mình đang mở hộp đây và đây là cái số nhân sâm mà mình đã mua ở trên mạng, xem là mình nhận được hàng như thế nào nhé. Nhân sâm mình đã mua trên mạng thì cái hôm đặt hàng, chồng mình đã gọi điện cho người Hàn và đặt hàng là một set 10 củ sâm và một set là 8 củ sâm. Và bên Hàn thì họ bán theo một set là 750 gram. 750 gram 10 củ sâm là 40.000 won. Và set này là set 10 củ sâm 40.000 won. Và một set này là để cho mình làm quà, là một set củ sâm 8 củ. 8 củ là 45.000 won, 45.000 won là khoảng 900.000 tiền Việt Nam. Và đây họ còn cho một cái túi để mình đựng làm quà nữa.
Và đây là họ còn cho thêm một cái giấy giới thiệu thương hiệu và tên tuổi của người bán hàng. Tiếp theo đây là có một gói quà. Và gói quà này là để gửi cho người đã ủng hộ rất là nhiều đúng không ạ? Và mình sẽ tạm thời bỏ cái hộp sang một bên. Và đây là cái set củ sâm 8 củ. Và đây là cái set củ sâm 10 củ. Và bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra xem là sâm nó có đẹp không và nhìn nó như thế nào nhé. Wow, set 10 của sâm rất là đẹp, nhìn khá là tươi và nhìn rất là ngon. Các bạn có thể thấy không ạ? Đây ạ. Đây là 10 củ, mình đếm xem có đủ không nào? 2, 4, 6, 8, 10, 11 củ. Lần này là họ gửi là 11 củ, lần trước mình nhận được là 8, là 10 củ. 11 củ thì cân nặng thì chắc là cũng bằng như thế. Đó. Và đây là cái số sâm mà mình đã nhận được 11 củ, lần này là 11 củ, lần trước mình mua là 10 củ. Thì mỗi lần họ gửi thì không giống nhau đâu, nói chung là họ chỉ cân đủ số lượng là được. Đây cũng có củ to, cũng có củ nhỏ, nói chung là mọi thứ thì nó cũng củ này củ kia. Ví dụ như củ này là củ khá là ngon ở trong cái set này. Đây là một củ sâm. Ví dụ như củ này nữa cũng là trông cũng khá là ngon và to. Đó. Một set này là 40.000 won. 40.000 won là 800.000 tiền Việt Nam, 800.000 ạ. Đó. Và mình sẽ tạm thời để cái set này qua một bên. Và bây giờ mình sẽ mở cái set 8 củ ra xem là 8 cái củ sâm này thì nhìn nó như thế nào nhé. Mở thế nào đây? Đây là cái set mà mình đã nói với họ là mình sẽ gửi làm quà, cho nên là họ sẽ đóng quà cho mình. Đánh đóng thành một set quà. Còn nếu mà bạn không nói thì họ sẽ gửi cho bạn một cái set như cái set 10 củ vừa giờ mình mở. Đen 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 đen. Ồ, có cả túi bóng nữa nè. Và đây là cái set củ sâm 8 củ mà mình đã mua. 8 củ này là 45.000 won, tương đương với khoảng 900.000 tiền Việt Nam đồng. Và đếm xem được bao nhiêu củ nào. Củ sâm thì to hơn và củ thì dài hơn. Đúng là đẹp hơn. 2, 4, 6, 8. 8 củ thật hả? Có thể cho 9 củ không vậy? Mình thì cũng không nhìn rõ tại vì không mở được hộp ra. Nhìn đến bây giờ thì là 8 củ đấy ạ. Củ thì trông cũng khá là to và ngon. Đây các bạn có thể thấy. Củ sâm thì cũng rất là to và ngon. 8 củ sâm. Đó, một set làm quà thì họ sẽ gói như thế này, thành 8 củ như thế này. Vậy là mình đã mở các cái hộp sâm ra và cho các bạn xem là sau khi nhận hàng thì sâm sẽ nhận được như thế nào. Và bây giờ mình hiện tại đang ở bên Hàn Quốc, tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc. Ok. Và hôm nay sau khi mua sâm về thì cái set này là mình làm quà, cho nên là mình sẽ gửi cho người được nhận. Và cái set 10 củ này thì bắt đầu mình sẽ thái ra và ngâm mật ong. Và mình sẽ review cho các bạn cái phương pháp ngâm mật ong sâm. Mật ong ngâm với sâm là một loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe và được nhiều người sử dụng. Đó là một trong những phương pháp bảo quản sâm và tạo thành một loại thuốc rất là ngon và bổ. Bây giờ mình đang đóng hàng để gửi về Việt Nam đây. Và đây là suất sâm mà mình sẽ gửi về Việt Nam. Tại vì mình gửi tặng cho gia đình mình, cho nên là mình sẽ gửi kèm thêm một ít đồ. Ví dụ như là đây là có một ít trà này, rồi là kim bắp. Đó, thì mình gửi một lần thì cái thùng này nó nhỏ, không thể cho nhiều vào được. Đầu tiên là phải lấy một cái quấn cái này vào để cho nó đỡ bị giật, đỡ bị hỏng. Sau khi bao bọc xong thì sẽ để vào trong thùng này. Đó, sau đó cho một ít đồ lên. Mình thì những cái trà này đa số là nó có hộp hết, tuy nhiên là hộp nó rất là nặng, vì vậy là mình bỏ hộp đi. Mình cho vào đây cho người nhà dùng thử xem là thích loại nào thì sau mình sẽ mua gửi về chẳng hạn. Ví dụ thế, trà này là sang hoa cha của Hàn Quốc. Sang hoa cha là một loại trà giống như là có vị thuốc bắc ấy, uống thì sẽ chống cảm và có vị ngọt nhẹ. Còn trà này là trà sâm của Hàn Quốc. Trà sâm này thì nó không có vị ngọt đâu, cũng chẳng có vị gì mấy, đa số là có vị sâm thôi, nhạt nhạt, nói chung là nhạt nhạt, rất là dễ uống. Trà sâm này thì uống tốt cho sức khỏe. Và đây là một thời Sơn sẽ gửi cho chị gái đó. Có lên cho thêm cái gì nữa không nhỉ? Mình sẽ kiếm cái gì cho thêm mà cho đầy. Vậy là mình đã sắp xong một cái set để gửi về Việt Nam. Và đây là một cái set hầm gà của Hàn Quốc. Cái này thì dùng để gà hầm sâm, làm gà hầm sâm chỉ cần cho một set này vào cùng với một củ sâm hầm với một con gà là ăn một cách ngon lành đó. Và bây giờ mình sẽ đóng lại và đem ra ngoài bưu điện để gửi về Việt Nam. Và xin
Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình và chồng mình sẽ ra ngoài bưu điện để gửi đồ về Việt Nam đây. Và mọi người hãy theo dõi cùng mình xem gửi đồ về Việt Nam thì gửi như thế nào nhé. Anh quay qua, nó mà một qua quá. Kita đi. Oh shit. Đây là anh chồng của nhà mình đây. Anh giúp đỡ mình rất là nhiều và bây giờ đi gửi hàng thì cũng đi gửi cho. À, số sống ở bên Hàn Quốc thì giai đoạn đầu thì cái gì cũng phải có chồng đi theo, cái gì cũng phải có chồng làm cho. Tại vì cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết. Vì vậy là nếu mà chồng không giúp đỡ thì cuộc sống rất là khó các bạn ạ. Vất vả lắm. Chồng em được cái thấp nhưng mà đi nhanh lắm. Trời ơi. Đi phăng phăng đi. Cái xe này của nhà em được không biết bao nhiêu năm rồi, cũ kỹ lắm rồi, không có tiền đổi xe. Ồ, nghèo rồi. À, bây giờ vợ chồng mình đi ra bưu điện để gửi hàng đây. Ở đây thì có các loại thùng, thùng to nhất này, 1 này, loại 2 này, loại 3 này, loại 4 này, loại 5 này, loại 6 này đó. Nó có đánh dấu các số ở đây rồi, nếu mà các bạn không có thùng thì phải mua ở đây. Giá là như thế này, hộp thứ nhất là 400 won một cái. Tiếp tục giá ở dưới bên này. Khi đi gửi đồ Việt về Việt Nam thì bạn nên đi vào cái tờ xanh này. Còn cái tờ dưới là cái tờ gửi nội địa. Đây bạn phải ghi vào cái tờ giấy xanh như thế này là gửi quốc tế. Đây là bảng thông tin mà bạn phải điền khi mà ở bưu điện. Thì ở cái bên trái là thông tin điền của bản thân mình. Cái bên phải là thông tin điền của người được nhận. Ví dụ như mình gửi thì mình sẽ ghi số điện thoại, tên của mình, địa chỉ của mình vào đây. Và người nhận ở bên Việt Nam thì mình sẽ ghi ở bên này cũng có số điện thoại, tên và địa chỉ. Sau đó là những cái chỗ này thì mình sẽ ghi những cái sản phẩm mà mình gửi đi. Ví dụ như là tên là gì này, khối lượng bao nhiêu, rồi là giá trị là bao nhiêu tiền theo tiền đô, theo tiền đô, nặng bao nhiêu này, rồi là cái sản phẩm đó là của quốc gia nào. Bạn ghi theo một danh sách ở đây. Sau khi xong thì các bạn sẽ dán lên trên cái hộp mà mình sẽ gửi. Bây giờ thì chồng mình đang viết thông tin. Và viết thì mọi thứ đều phải viết bằng tiếng Anh các bạn nhé. Phải phiên âm ra tiếng Anh và viết bằng tiếng Anh, viết sao cho nó chính xác. Khi bạn ghi thông tin thì bạn phải tìm cái mã bưu điện, cái nơi mà bạn gửi đến. Tìm trên Google là có. Search trên Google, ví dụ như mình cần tìm ở huyện Chí Linh thì mình chỉ cần ghi là mã bưu điện tỉnh hay là thành phố Chí Linh là nó sẽ ra và mình tìm đến cái nơi mà mình định gửi. Mình sẽ ghi cái mã bưu điện vào đây. Đây là cái cách mà các bạn ghi, ví dụ như ghi tên bạn gửi nó là cái gì này, số lượng bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu và tiền bao nhiêu. Sau đó bạn sẽ ký vào đây là được. Sau khi đóng gói và điền xong thông tin thì bạn sẽ đem đến cái bàn tiếp viên. Nếu mà đông người thì các bạn phải ra rút số và đợi. Bàn tiếp viên họ sẽ cân cái khối lượng. Ví dụ như cái thùng này của mình là 1 cân 9. 1 cân 9 thì bây giờ họ sẽ đo thêm chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Sau đó họ nhân thể tích lên. Bây giờ ở bưu điện Hàn Quốc thì họ tính tiền còn nhân theo thể tích nữa. Ngày trước thì chỉ tính theo cân nặng thôi. Tuy nhiên thì nhiều người gửi hàng cồng kềnh cho nên bây giờ họ đã thay đổi cái luật và cái tiền gửi rồi. Bây giờ họ đang tính cái tiền gửi cho mình. Và các bạn lưu ý là khi gửi ở cái bưu điện Hàn Quốc thì bạn nên nói là mình là gia đình đa văn hóa. Mình gửi thì sẽ được giảm giá 10%. Khi mà mình nói ra thì mình phải đưa cái chứng minh thư của người nước ngoài của mình cho nhân viên họ kiểm tra. Họ biết mình là người gia đình đa văn hóa thì họ sẽ giảm giá cho bạn khi họ tính cái tiền phí gửi. Như mình gửi lần này thì cũng được giảm giá 10%. Và bạn thanh toán bằng thẻ thì bạn sẽ rút vào cái chỗ đó. Còn thanh toán tiền mặt thì bạn chỉ cần đưa tiền mặt cho nhân viên là được. Và đây là cái hóa đơn gửi lần này của mình. Tổng tiền hóa đơn gửi lần này là đây. Các bạn có thể thấy 25.100 won, tương đương với khoảng 500 gì đó.
505.000 hoặc là 510.000 Việt Nam đồng. Và mình gửi bưu điện này thì họ sẽ chuyển trực tiếp đến cái tay người nhận, dù bạn ở đâu. Và gửi thì khoảng 3 tới 5 ngày là được nhận hàng. Hôm nay mình đã review cho các bạn là mua sâm ở Hàn Quốc thì mua trực tiếp như thế nào, và gửi về Việt Nam thì giá sẽ là bao nhiêu tiền, và gửi ở bưu điện thì gửi như thế nào. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé.